Sáng nay, các đơn vị của quận 10, thành phố Hồ Chí Minh gồm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phòng Lao động Thương binh Xã hội, Liên đoàn Lao động, Bảo hiểm Xã hội đã ký kết quy chế phối hợp trong vấn đề lao động, việc làm trên địa bàn quận 10. Qua đó, nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp, giám sát, triển khai thực hiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực lao động, việc làm, tạo sự đồng thuận trong công tác hoạt động chung, tăng cường công tác quản lý nhà nước về lao động, việc làm, đảm bảo thực hiện tốt pháp luật lao động tại các doanh nghiệp, góp phần hoàn thành nhiệm vụ mà Ủy ban Nhân dân quận 10 giao trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Dịp này, quận 10 đã trao bảo hiểm y tế cho 38 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.